Tadru Việt xin chào tất cả bạn. Trong sự kiện giáo dục diễn ra ngày 2 tháng 5, Microsoft đã bất ngờ giới thiệu phiên bản Surface Laptop chạy Windows 10S dành cho giáo dục với mức giá 999 USD. Đây được xem là đối thủ chính thức và lớn nhất của MacBook. Đặc biệt tại thị trường Việt Nam, những chiếc Surface Laptop dường như vẫn đang vắng bóng trên kệ hàng. Và vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, chiếc laptop Surface thế thứ 2 tại thị trường Việt Nam đã có mặt tại Laptop Đức Việt. Và chủ sở hữu của chiếc laptop đặc biệt này là một doanh nhân rất trẻ đến từ Hưng Yên, bạn Cao Đức Anh, đã đặt hàng laptop Đức Việt lấy trực tiếp từ thị trường Mỹ về Việt Nam. Chiếc Surface laptop của bạn Cao Đức Anh sở hữu cấu hình là CPU Core i5 thế hệ thứ 7, RAM 8GB, SSD 256GB, màu xanh cobalt rất sang trọng. Bạn Cao Đức Anh cũng chia sẻ thêm là phải vừa chia tay với chiếc MacBook mới kính com vừa mua về và chưa sử dụng để rước Surface laptop về phục vụ nhu cầu quản lý doanh nghiệp của mình. Các bạn quan tâm đến Surface Laptop có thể tương tác trực tiếp với bạn Cao Đức Anh ở link Facebook phía dưới trong phần giới thiệu video. Sau rất nhiều thông tin về Surface Laptop chạy trên Win 10S và không thể cài bất kỳ chương trình nào ngoài Windows Store, thì các bạn yên tâm và không phải lo lắng. Windows 10S chạy trên Surface Laptop là bản Windows tinh gọn dành cho thị trường giáo dục. Tuy nhiên thì khi bạn mua Surface Laptop, Microsoft sẽ cho phép bạn nâng cấp lên Windows 10 Pro và bạn tha hồ sử dụng bất kỳ phần mềm nào mà mình muốn trên Surface Laptop. Surface Laptop là chiếc máy tính xách tay bỏ xa truyền thống thiết kế hiện tại của hầu hết các dòng laptop hiện nay, với sự đột phá về kiểu dáng cũng như chất lượng gia công cực kỳ cao. Surface Laptop đến từ Microsoft là đối thủ lớn nhất, đáng gờm nhất và có thể nói là đã vượt mặt được những thiết kế từ trước đến nay của dòng MacBook. Thông số cấu hình của Surface Laptop là màn hình 13,5 inch pixel sen display cảm ứng 10 ngón tay. Độ phân giải của màn hình là 2256x1504 pixel. Mật độ điểm ảnh là 201p, tỷ lệ màn hình là 3:2. Hệ điều hành Windows 10S và bạn có thể nâng cấp lên Windows 10 Pro. CPU Intel Core i5 hoặc là Core i7 thế hệ thứ 7. Bộ nhớ có 3 tùy chọn là 128GB, 256GB và 512GB SSD. RAM cũng có 3 tùy chọn tương ứng là 4GB, 8GB và 16GB RAM. Đồ họa tích hợp với CPU i5 là Intel HD Graphics 620. Và i7 là Intel Iris Plus Graphics 640. Thời gian dùng của pin là 14,5 tiếng, bỏ xa các dòng MacBook Pro và MacBook Air hiện nay. Hỗ trợ bút cảm ứng Surface Pen. Trọng lượng của Surface Laptop là 1,25kg. Kích thước Surface Laptop là 12,3 x 8,78 x 0,57 inch. Surface Laptop được thiết kế dựa trên khung vỏ bằng nhôm kết hợp với chất liệu vải Alcantara. Đây là một vật liệu có khả năng chống nước, bụi bẩn và dễ lau chùi. Với 4 tùy chọn màu sắc là Cobalt Blue, Burgundy, Graphite Gold, Platinum, trong đó hai phiên bản màu xanh và màu đỏ là hai màu sắc hấp dẫn nhất bởi sự cá tính và trẻ trung. Không chỉ đẹp mà laptop của Microsoft đã gây ấn tượng mạnh khi phần dày nhất của thiết bị chỉ là 14,5mm. Ngoài ra với trọng lượng 1,25kg giúp người dùng dễ dàng di chuyển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Sườn trái của máy là cổng USB 3.0, cổng xuất hình ảnh mini và jack cắm tai nghe 3.5mm. Phía bên phải chỉ có duy nhất một cổng sạc từ tính. Do thiết kế mới nên Microsoft phải để cụm loa kép được giấu kín tinh tế ngay dưới bàn phím. Điều đặc biệt trên Surface Laptop này là chạy Windows 10S mới nhất từ Microsoft. Với phiên bản này, người dùng sẽ chỉ được sử dụng các ứng dụng trên Windows Store. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng các ứng dụng .exe khác như laptop truyền thống, thì bạn có thể nâng cấp miễn phí lên Windows 10 Pro. Với thời lượng sử dụng pin lên đến 14,5 tiếng, Surface Laptop đã đi quá xa khi so sánh với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tại thị trường Mỹ và châu Âu, Surface Laptop được bán ra với giá là 999 USD, với cấu hình thấp nhất và cao nhất là 2199 USD. Phiên bản có cấu hình cao nhất được Microsoft tuyên bố là có hiệu năng cao hơn đối thủ MacBook Pro. Hiện tại, Surface Laptop cho phép đặt hàng trên toàn thế giới thông qua Microsoft Store. Nếu bạn muốn kiểm tra bất kỳ phần mềm nào hay có ý kiến đóng góp thắc mắc, vui lòng để lại bình luận phía dưới video. Để tiện theo dõi các thông tin cập nhật về laptop, game và công nghệ, hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Bạn có thể trải nghiệm các dòng laptop doanh nhân tại cơ sở 1233 xã Đàn, quận Đống Đa, cơ sở 2186 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại.